lại là Thương Thức Thích đây. Thì hôm nay Thương sẽ review cho cả nhà là hôm nay gần Tết rồi là mình phải dọn dẹp nhà đúng không? Có ai dọn dẹp nhà giống Thương không? Đó. Thì sao? Đó. Còn cảnh lại. Quay còn cảnh kia. Đúng không? Đệ tử luôn á. Một hồi là sống mày lòi quá mày luôn á. À, mình cũng chưa để tận không chứ. Một hồi là cho đi đồng thai luôn nè. Mà làm cho sạch sẽ nha. Dưa còn một hạt bụi nào là cho ra xong nở á. Tụi mày không cho dỗ cho mở nè. Không chịu đổ mở đứa thai kìa. Cho bà hai ăn luôn đi cho đủ. Làm như vậy thì tết nhất này bà hai với nó như, giống như mà đẹp ca vậy. À, không biết mày đã lợi con gái không nữa. Mày dọn đây. Mày nói má dọn phụ luôn. Tự nhiên trong nhà này làm gì là người ta giúp bộ tài đàn bà rồi. Nhà hơi nắp. Rồi đây là đàn bà dọn, đâu có biết dọn. Đâu có được mà đàn bà dọn, đàn ông dọn. Thời đại 4 phút không rồi. Rồi bé không chưa? Chưa, mới ăn có mấy cục à? Ăn lâu dữ rồi. Trời. Anh cứ dọn từ đi, dọn sạch bụi nha. Mày không dọn thì nó nói hồi là có luôn. Đó, mình làm việc con gái thì mình phải có quyền lực vậy hiểu không? Chứ thời đại nào rồi bắt con gái dọn dẹp nhà đúng không cả nhà? Mấy chị em coi được clip này đồng tình với em không? Phải để thằng ông cha dọn dẹp nhà đâu ra mà con gái như lúc đi dọn dẹp nhà nấu cơm nấu chén thời đại nào rồi. Đó anh hai, lấy nước thì cho đây. Mày quét đi. Trời ơi, nó luôn. Dạ. Trời ơi, cái nứt à. Làm ăn ổn hả? Lấy thang lau cửa rồi anh. Ủi, nè lau đi anh, nhẹ lắm. Lau nhẹ, lau sạch đây, còn cái trụ cột nè. Đó. Lau đây, lấy cái nhẹ lau anh. Lại cào cào chút thôi rồi ba. Đợi đi, tí nữa có băng hội nhập nữa, kêu 500 anh em lên lao phụ cho. Rồi, mày cầm cái chỗ này, mày quét đi chạy. Đứng chị Huy, anh mà ông Liệp ký đầu. Ký đầu bị dùng tay quá. Anh lao gì lao sạch, anh bắt ghế lên, lao trên đây nữa nè. Bắt đi. Ở nhà này không có thằng đầu nữa, không ai làm được gì là gì cơ. Trời ơi, trời ơi. Đây. Mẹ đi mày. Cả nhà chuẩn bị tuần quân thử con nè. Dạ. Đi nhà, chết thẻ của quần rồi. Đã đi đâu, bụi đi đâu. Mày có phải cái đó đâu. Ê, đúng mày mở cửa ra đây. Quay cửa mà. Đúng rồi, quay vô là chạy chút nào ấy. Mày chạy cửa nhà kia làm chạy. Ủa, đạp như thế rồi, hai giờ. Kéo cửa ra đây. Thế rồi. Bây giờ kèo cái chùm nho đấy. Mình cửa, mình cửa. Cái quần một cái một là phải đầu thai luôn.
cái gặp bùi vội làm gì? Cầm chân. Anh thấy sao cầm nè, lỡ gì có trai chạy ngang không? Giả bộ chùi chùi nè đó. Má nhà giờ gì hai với trai có con gái động đang quay vừa đẹp gái vừa nó đang. Đúng không? Quá thông minh luôn. Tao không biết giờ tao là con gái mày con gái. Tối về trai chạy ngang nè. Chạy lên chơi của tao. Lấy cái con cái càng đồng lên đây bùi vội. Không đổ mày. Làm em khó lắm phải đâu chuyện đùa. Đó, rảnh, kiếm vẽ đi. Kiếm vẽ làm bộ mày. Đẹp liền, ăn tết ngon liền. Ăn nữa. Ăn lâu chứ vậy? Chỉ là cái gì? Chứ cậu đi xa, chứ không chứ là đó, đó, như thế nào, trà. Má này, ngồi chết mẹ, chết cái ớt bà hai đâu. Cái ớt này ăn tường ra. Làm mạnh vô. Đó, để ăn tết con mạnh vô. Cái vô. Vô. Rồi vô. Rồi vô. Rồi vô. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà biết chiêu rồi. Bà ông nội có chỗ ra hoài chứ quá. Bà có lửa không? Bà thôi vương quá. Ông lên đây làm gì vậy? Đời ai biết trước, ngày mai ta sẽ ra sao? Ai biết, làm gì vậy ai biết? Lạ lại.
ăn hủ được. Nghĩa là nhà hấp nhà ra đi ra hủ chén đầu tết bụi ra ngoài ở giờ. Alo. Nhà này làm như là bà không có được nữa. Ê, đi ra ngoài nhà mẹ bắt con gà anh hai. Cái giờ là anh vô con nhẹm họ nè. Hai lá chân gì bớt bổi ngon á. À, mà bà bắt đầu đâu. Đi đâu con nhẹm họ. Trộn ớt kìa. Bên kia có cái ớt là gà từng mất điểm. Gà từng mất điểm. Cái giò nước vô là ngon chưa, ngon chưa? Chưa. Ớt không ngon chưa anh cha? Ớt không ngon chưa anh cha? Ớt không luôn. Con bóc ăn thử nha. Quýnh nè. Để ông bà ăn trước mới được ăn sau. Mày định làm ông bà hả? Một, hai, ba, chút. Rồi, không nhìn mày. Mày đi à? Cái này nó muốn đồn thai hết gì vậy? Cái thằng kia nó chạy đi kiếm gì vậy? Nó đi kiếm không đất đó không. Nó tranh thủ giành đất đi, đất dạo này hiếm lắm. Nó phải tranh thủ trước hiểu không? Đất lên nha. À, con cameraman. Vô đây chị có chuyện gì đây? Không, em vô đây. Cameraman. Đây, đây là những để có những clip hay là sẽ có cameraman cho cả nhà. Rồi. Chị xin trao tặng cho em một món quà. Đời ai biết chứ, ngày mai ta sẽ ra sao. Vô đây. Chúc mừng em. Đó, cameraman có đồ gì cho cả nhà. Đó. Nhà em còn chưa dọn xong nữa. Nhà em chưa dọn xong, thằng ra nó có dọn đâu cả nhà. Đây, chúc mừng em. Lau chùi anh hai cái thằng này. Là anh vậy? La chủ nhà hay la chủ nhà ta là gì? Để ta chu đất trà đi. Mấy mày có muốn năm mới cho đi đầu thai luôn không? Em thịt cho anh hai. Mẹ ơi, anh hai thịt cái chồng kiểu này. Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh hai thịt cái chồng kiểu này mẹ ơi. Mẹ ơi. Chưa thấy vô coi nè. Sơn móng chân ông ba. Sơn cái gì mà quay sơn màu này? Ai sơn màu này? Mày ấy vô. Mày ra mày cũng đúng biết. Chưa chưa. Anh hai, đè nó ra lấy hút tẩy tẩy móng chân của tay nó là nó khóc rồi. Mày ấy mới làm. Mày. Đè không? Đè không? Đè không? Đè không? Quá là bố
Còn có làm không? Có. Coi làm đúng không? Có. Coi vô cái tay chừng nè, bộ vàng của Hồng. Rồi muốn tẩy luôn không? Dạ không. Mày tụi mày nhát ra đây, tao làm nè đây. Anh khớp tới nơi rồi. Tụi cái khăn đâu? Đây khăn đang lao cho anh. Thôi về em vô nha. Mày đi ra bộ đi ra. Đợi ai biết trước ngày mai tao sẽ ra sao. Tao bắt lại tao trà cái mỏ này thành mỏ gì vậy. Thôi nhờ ơi, đem em ra dài rồi thì Thương chị muốn truyền tải lại cả nhà là đâu phải phụ nữ con gái mình là phải dọn dẹp nhà cửa đâu, mà đây thấy không, những người đàn ông con trai phải nên dọn dẹp, phải không? Thời đại bao nhiêu rồi, 4.0, 5.0, 6.0 rồi, đúng không? Đó, hãy học hỏi em đi qua với cả nhà. Rồi bây giờ thì bye, giờ hẹn lại cả nhà, bye bye.